Qua 15 năm, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức, giải đấu đã đi qua nhiều địa phương khác nhau và có một điểm chung là dù sức chứa của các nhà thi đấu có lớn thế nào thì cũng chỉ là một con số hữu hạn nếu so với tình yêu của những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Những hàng dài người xếp hàng từ sáng sớm để có trên tay tấm vé và theo dõi các trận đấu luôn là những hình ảnh rất giàu cảm xúc và ý nghĩa mà phóng viên của Đài truyền Việt Nam đã có dịp ghi lại qua mỗi lần VTV Cup được tổ chức. Thưa quý vị các bạn, đây là quang cảnh mà nhiều người dân Hà Tĩnh nói với tôi rằng lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố này. Một hàng dài người bắt đầu từ đây và chưa có dấu hiệu kết thúc tại kia. Giờ mở bán đã cận kề nhưng hàng dài vẫn tiếp tục được nối thêm. Những người đến sau, cơ hội sở hữu những tấm vé gần như là không thể nhưng họ vẫn chờ đợi. Tôi nghĩ là tôi sẽ khoảng 80-90% chúng tôi sẽ mua được vé để xem trận khai mạc này. 4 tiếng chờ đợi để đổi lại hai tấm vé trên tay, nhưng trông ai cũng tỏ ra hài lòng. Từ 4 giờ sáng đến giờ, tôi đi xếp hàng là người thứ 14. Nên bây giờ được hai vé, rất phấn khởi, tối nay được xem. Cảm ơn. Vé được mở bán lúc 8 giờ, nhưng chỉ 15 phút sau đã hết sạch. Hàng dài người vẫn tiếp tục nán lại, nhưng cuối cùng đã không có phép màu nào xảy ra. Hy vọng được sở hữu tấm vé để xem trực tiếp với những người không may mắn này, đành phải chờ đến ngày mai. Ngày mai anh khả năng anh phải đến sớm hơn, ăn sáng sớm hơn và đến sớm hơn, túc trực sớm hơn để kiên trì và không nhẫn nại. Mà theo tôi nghĩ là kiên trì là đỉnh cao của thắng lợi.